sáng là giá cả nó điều chuyển lắm rồi các bạn. Chúng ta chưa ra từ nơi hỏi hay nhất. Ông mà ăn rất nhiều thật. Đầu giờ sáng này các ông chủ còn đi lượt nhà nọ nhà kia, có khi là mua cây nọ cây kia của người này người kia để về là một là làm tiếp hay là bán các bạn, nên là hỏi giá đầu giờ sáng rất là khó. Gần miền Nam, nhà miền Nam. Đấy, các bác nhìn thấy chủ đang uống nước trong kia hết và đang nói chuyện về việc khác, chả có bạn trong chỗ vườn mình hỏi. Với thực sự người nào mà thích cây thì chắc chắn sẽ mua được. Người ta đi qua và người ta nhìn lại kiểu gì cũng quay lại được, nhưng mà không vội, không vội. Mày đứng vào đây. Ai mày bao nóng đây? Bao nóng đây? Cây này thì bao tiền đây? Bánh bao đây? Ai mày bao nóng đây? Bao nóng đây? Bánh bao đây? Ai mày bao nóng đây? Bao nóng đây? Bánh bao đây. Bánh bao đây. 3 triệu rưỡi, lại quất thôi rồi nữa. Chậu này không hợp lý cho lắm. Mình sơ sơ là quất được một con hoa giấy này. Hoa giấy kia có tùng này, túc kia cũng được, túc kia phải làm hay được, ngon lành rồi. Sao bên đây? Chuối này. Ra đây thì lại tiếc vì ngày xưa mình bỏ tiền mình mua những cây khác, đắt tiền mà nó. Cây này à? Thái ơi, Dương ơi. Đúng rồi, hỏi cây bác ơi. Anh hỏi cây sắt này. Cây này bao nhiêu à? Ngũ sắc, 1.8 triệu. Tôi nghĩ là ở đây thì chắc họ báo sát giá thôi. Sát giá. Để là làm mức giá chắc không thể thấp hơn nhiều. Giấy tím. Quay xong mới lại ra làm mấy con về chơi. Giờ là phải đi quay cái đã. Một mình cũng bên này luôn này. À hay đấy. Con vợ hông này là bao nhiêu ạ? À? Cấp luôn. Tí nó sẽ vào con này. Gốc ổi kia của anh à?
hỏi luôn mấy cái tí nữa đó phải hỏi. 3 triệu. Rồi 3 triệu. Còn mai này. Anh ơi. Mai này. Nguyệt Quế. Cả đây. Còn con này thì mềm hơn nữa. 7 triệu rưỡi. Đấy, bây giờ vào chi tiết. Hơi khó vào, hơi hướng đấy. Mình ở đâu lên đây? Văn Giang à? Văn Giang. Văn Giang. Văn Giang. Vâng, lâu lâu mới thấy lên đây đâu. Hình như có bác Hòa taxi vừa đứng đây đúng không? Dạ. Có bác Hòa vừa đứng đây đúng không? Ừ. Bác đi bán cây đi mua không biết? Đi bán. À, giờ này cũng phải đi bán đấy. Cái cây bác bày đâu? Đấy, Hòa taxi đi bán cây đấy. 7 triệu rưỡi. Hai chú thủy. Linh Sam này thì bao nhiêu anh? Hợp lý đấy. Vào hướng đổ cây xếp. Đây, tốc độ thông 22 triệu. Thông rất đẹp. Toàn hàng đã kỹ rồi. Giúp vào cái. Mặt kia sắc đẹp. 2 triệu.
3 anh ạ. Cái bao nhiêu xin lỗi rồi? 2 đẹp không ạ? Ở nhà đâu có mấy cây to. À, chú thì 25 triệu. Ngắm đi được không? Bác hỏi 25 triệu. Triệu vâng ạ. Mai chú Thủy 25 triệu vợ hỏi rồi. Vì ông chủ cũng khá là bận nên là hỏi cứ quần thể. Tiểu cảnh. Căn bản là đây rồi. Tôi về cái bắt mắt cái nó sống cái thôi. Thế rất là. Nhưng mà nó phải là nhốt. Thế cho mỗi người có cái thú chơi. À, giấy chuyên nhiều rất nhiều giấy đi tìm sùng lại khu vực này. Nãy giờ đi thì vừa nãy giờ mới được có độ 20-30 mét, còn tiếp tục sang phía dưới.